Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại. Giao Giao với tư cách là nhân vật trị liệu Thảo đầu tiên, cả kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ đều có khả năng trị liệu. Tần suất gắn ấn Thảo và năng lượng cũng nằm ở mức độ tương đối ổn, và cơ chế không cần cung mệnh cũng đã hoàn thiện rồi. Và đó chính là tất cả những cái đánh giá của Leo về Giao Giao, cô gái Thảo hồi máu này. Thực sự là một cái bất ngờ ngoài mong đợi. Và trong nội dung tiêu điểm nhân vật Giao Giao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách tối ưu em ấy. Về kỹ năng, tấn công thường của Giao Giao, hệ số tấn công chung là tương đối tốt, tuy nhiên lại không có cơ chế hỗ trợ, các anh em có thể trực tiếp bỏ qua. Còn kỹ năng nguyên tố, máy ném củ cải của Giao Giao có hai cách sử dụng, nhấn và nhấn giữ. Khi nhấn, sẽ ném trực tiếp bét nguyệt quế ngay trước mặt của nhân vật. Còn nhấn giữ thì chúng ta có thể chọn hướng ném và ném xa hơn. Pet thỏ, nguyệt quế dạng ném sẽ tự động chọn lọc giữa hồi máu cho nhân vật hoặc là gây sát thương cho kẻ thù gần đó dựa vào cái lượng máu của nhân vật và môi trường hiện tại. Nói chung là khi mà nhân vật máu trên 70% thì sẽ tấn công những con quái gần đó, còn khi mà nhân vật máu dưới 70% thì sẽ tập trung hồi máu cho nhân vật trước. Và sau khi mà triệu hồi thì bét nguyệt quế dạng ném sẽ liên tục ném ra củ cải bạch ngọc. Và củ cải bạch ngọc này sẽ phát nổ khi mà trúng nhân vật hoặc là kẻ địch. Đối với lại kẻ địch á, thì sẽ gây ra sát thương phạm vi nguyên tố Thảo và đồng thời cũng gắn ấn Thảo yếu vào kẻ thù. Còn đối với lại nhân vật thì sẽ hồi máu dựa vào cái lượng máu của Giao Giao. Còn nếu mà ném hụt thì sẽ để lại một cái củ cải bạch ngọc tại vị trí ném. Còn đối lại cái khả năng tạo hạt năng lượng thì sau khi mà củ cải bạch ngọc tấn công trúng kẻ thù sẽ tạo ra một hạt năng lượng Thảo cứ mỗi 1,5 giây một lần. Còn một cái lưu ý đó chính là bét nguyệt quế sẽ nhắm vào những cái kẻ thù ngay trước mặt. Vì vậy cho nên nếu mà các anh em ném ngược hướng thì có hiện tượng là không tấn công kẻ địch. Còn đối lại kỹ năng nộ mặt trăng giáng ngọc, sau khi mà thi triển đầu tiên sẽ gây sát thương nguyên tố Thảo cho kẻ địch xung quanh. Sau đó, Giao Giao sẽ vào trong cái trạng thái kế thừa tiên nhân trong vòng 5 giây, tăng tốc độ di chuyển và kháng nguyên tố Thảo. Sau đó thì liên tục triệu hồi Best Nguyệt Quế dạng nhảy, tối đa lên tới 3. Và những cái Nguyệt Quế được tạo ra bằng kỹ năng nổ cũng có những cái hành vi tương tự giống như là Nguyệt Quế tạo ra bởi kỹ năng nguyên tố. Tuy nhiên, có một cái lưu ý, đó chính là các Nguyệt Quế được tạo ra bằng kỹ năng nổ sẽ yêu cầu Giao Giao cần phải đứng sân và không có khả năng tạo ra hạt năng lượng giống như là nguyệt quế của kỹ năng nguyên tố. Còn đối lại thiên phú quyết định, rải sao trời là một cái thiên phú để mà hỗ trợ thêm cái khả năng gắn ấn của Giao Giao trong cái trạng thái nộ. Khi mà Giao Giao tiến hành xung kích, nhảy hoặc là chạy sẽ không ngừng ném củ cải bạch ngọc về phía kẻ địch gần đó mỗi 0,6 giây tối đa một lần. Còn đối lại thiên phú quyết định 2 là một cái thiên phú bổ sung khả năng hồi phục cho Giao Giao. Tuy là một cái lượng rất là nhỏ nhưng mà cũng cải thiện tỷ lệ chịu lỗi của Giao Giao. Như vậy, Giao Giao là một nhân vật hỗ trợ hồi máu hệ Thảo. Cô ấy có khả năng triệu hồi nguyệt quế dạng ném dựa vào kỹ năng nguyên tố hoặc là nguyệt quế dạng nhảy dựa vào kỹ năng nổ. Những nguyệt quế này liên tục ném củ cải bạch ngọc khi phát nổ sẽ phục hồi máu cho nhân vật hoặc là gây sát thương gắn ấn Thảo cho kẻ thù. Vì vậy cho nên là về thứ tự ưu tiên nâng cấp kỹ năng, các anh em sẽ tập trung vào kỹ năng nguyên tố trước, sau đó thì chúng ta sẽ nâng dần kỹ năng nộ, còn tấn công thường thì các anh em có thể bỏ qua. Đối với là cách build, cách xây dựng Giao Giao, tuy cả kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ của em ấy đều có khả năng hồi máu gắn ấn Thảo, nhưng mà kỹ năng nộ đó chính là một sự bổ sung cần thiết cho cơ chế. Vì vậy cho nên là cái vấn đề năng lượng làm sao để đảm bảo cho Giao Giao có khả năng liên tục đánh kỹ năng nộ sẽ là cái vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với lại cái việc xây dựng Giao Giao. Và trong tất cả những cái vũ khí hiện tại thì vũ khí chế tạo giáo thập tự Kitan với mức độ tinh luyện cao. Các anh em lưu ý là với mức độ tinh luyện cao nha. Bởi vì giáo thập tự Kitan này hồi phục năng lượng dựa vào nội tại. Sau khi mà kỹ năng nguyên tố đánh trúng kẻ địch sẽ tích lũy hồi năng lượng và có thể kích hoạt thậm chí là ở trong trạng thái không ra trận. Và sau giáo thập tự Kitan,
đề xuất vũ khí thứ hai dành cho Giao Giao, đó chính là Thương Tây Phong. Tuy Thương Tây Phong chỉ số phụ tăng hiệu quả nạp không nhiều, 30,6%, nhưng mà nội tại lại có khả năng tạo ra hạt năng lượng trắng hỗ trợ đồng đội. Nhưng mà có một cái lưu ý là khi mà các em sử dụng Thương Tây Phong để mà kích hoạt dễ dàng cái khả năng hỗ trợ của Thương Tây Phong, các em cần phải xây dựng Giao Giao tỷ lệ bào khoảng chừng 30%, và Giao Giao chỉ kích hoạt được cái nội tại trong trạng thái đứng sân mà thôi. Như vậy, Giáo Thập Tự Kitan tinh luyện cao sẽ tối ưu về năng lượng. Trong khi đó thì Thương Tây Phong tuy là không tối ưu về năng lượng, nhưng mà lại có khả năng bổ sung năng lượng cho đồng đội. Tuy nhiên nếu mà các em không có hai cái vũ khí trên, thì các em cũng có thể sử dụng những cái vũ khí tăng hiệu quả nạp khác, ví dụ như là Lao Xiên Cá, Mẫu Tinh Liêm. Còn đối với những vũ khí 5 sao tăng hiệu quả nạp thì đề xuất của Leo là nên sử dụng vũ khí 4 sao là đủ rồi. Và tuy rằng là vũ khí tăng hiệu quả nạp sẽ tối ưu hóa cái chu kỳ năng lượng của Giao Giao, nhưng mà có một số anh em thì chúng ta không có vũ khí tăng hiệu quả nạp, hoặc là chúng ta đã quá dư năng lượng rồi, thì các em có thể sử dụng hai vũ khí. Một là chính là Hắc Anh Thương để mà tăng giới hạn máu của Giao Giao, thì trực tiếp tăng cường cái khả năng hồi phục của em ấy. Thứ hai đó chính là Quán Nguyệt Thương để mà hỗ trợ tăng thêm tấn công cho nhân vật đi bé chính. Tuy nhiên hai vũ khí này các em cần phải cân nhắc kỹ trước khi mà sử dụng. Còn đối với lại bộ Thánh Di Vật, trong những cái đồ hình mà gây sát thương chủ yếu bằng sát thương Nguyên Tố Thảo, thì bộ 4 Ký Ức Rừng Sâu đó chính là cái lựa chọn tốt nhất dành cho Giao Giao. Ở vai trò hỗ trợ, Giao Giao sẽ tăng sát thương phản ứng của mình cũng như là giảm kháng Nguyên Tố Thảo nữa. Nhưng mà khi Giao Giao ở trong những cái đồ hình mà không tập trung vào sát thương Nguyên Tố Thảo, thì lúc này các em cũng có thể xây dựng khác đi. Ví dụ như là các em có thể sử dụng bộ kết hợp 22 2 dấu ấn ngăn cách để mà tăng 20% hiệu quả nạp, cùng với lại những cái bộ 2 tăng 15% trị liệu, ví dụ như là Thiếu Nữ Đáng Yêu hoặc là Xà Cừ Đại Dương. Ngoài ra, trong những cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta còn có khả năng linh hoạt sử dụng những cái bộ Thánh Di Vật khác nữa. Ví dụ như là nhân vật đi cái chính của chúng ta cần tấn công rồi, trong đội chúng ta đã có khiên rồi, thì các anh em có thể sử dụng bộ 4 Thiên Nham Vững Chắc. Hoặc là trong đội Nilu Sum Se, các anh em không có Kokomi, cần phải tăng cường cái khả năng hồi phục của Giao Giao, thì các anh em cũng có thể sử dụng bộ 4 Thiếu Nữ Đáng Yêu. Còn đối với là chỉ số 9 của bộ Thánh Di Vật, cái đồng hồ các anh em nên chọn phần trăm hiệu quả nạp, cái ly phần trăm máu, còn cái mũ thì chúng ta sẽ chọn tăng trị liệu để mà tối đa cái khả năng hồi máu. Tuy nhiên là nếu các anh em không có thì chúng ta cũng có thể sử dụng phần trăm máu. Đối là chỉ số phụ thì hiệu quả nạp sẽ là ưu tiên đầu tiên, sau đó thì đến phần trăm máu, và cuối cùng thì đến các chỉ số khác, ví dụ như là tinh thông nguyên tố. Đối với lại cung mệnh thì Giao Giao có 3 cái cung mệnh đáng lưu ý, đó chính là cung mệnh 1, 2 và cung mệnh 6. Cung mệnh 1, bước sát thương Nguyên Tố Thảo và hồi thể lực, rất phù hợp để mà Giao Giao hỗ trợ cho những DPS Thảo như là An Hai Thâm hoặc là Tannery. Cung mệnh 2, hỗ trợ hồi năng lượng, và Giao Giao rất cần năng lượng, vì vậy cho nên đây là một cái cung mệnh thiết yếu của Giao Giao. Đối với lại cung mệnh 4, giúp Giao Giao tăng tinh thông nguyên tố. Nhìn chung thì có tăng sát thương của phản ứng của Giao Giao, nhưng mà chung quy thì cái lượng sát thương là tương đối nhỏ. Còn đối là cung mệnh 6, đó chính là một cái sự cải thiện đối với lại kỹ năng nguyên tố, tăng cường cái khả năng hồi máu cũng như là cái khả năng gắn ấn thảo. Và đây chính là một cái bổ sung rất là cần thiết đối với lại Giao Giao. Về đồ hình, với vai trò là nhân vật thảo trị liệu, Giao Giao mở ra thêm một số những cái đồ hình mới. Đầu tiên đó chính là hỗ trợ những cái nhân vật DPS thảo như là Anathem. Thì lúc này với cái sự xuất hiện của Giao Giao, đồ hình đã nhận được cộng hưởng kép thảo để mà tăng cường tinh thông nguyên tố cho cả đội. Còn hai vị trí còn lại thì các em có thể chọn những cái nhân vật hỗ trợ, ví dụ như là hỗ trợ sát thương như là Yamiko Official, hay là hỗ trợ sinh tồn tạo khiên như là John Lee. Đội hình tiếp theo của Giao Giao đó chính là hỗ trợ những cái nhân vật DPS lôi như là Katrin Yamiko. Trong đội hình này, Fischl cung mệnh 6 sẽ tăng cường cường độ lôi lên rất là tốt. Vị trí cuối cùng thì chúng ta có thể kẹp cùng với lại một nhân vật hệ thảo để mà kích hoạt hai thảo, ví dụ như là thảo thần Nahida, nhà lưu hình hệ thảo hoặc là Cole. Hoặc không thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái nhân vật hỗ trợ khác như là John Lee, Kayuha. Đề xuất đội hình thứ 3 dành cho Giao Giao, đó chính là đội bung tỏa hoặc là đội nở rộ.
Ở trong những cái đội hình này, Giao Giao sẽ đứng ở vị trí thứ tư, bổ sung cho cái khả năng hồi máu và gán ấn thảo. Ví dụ như là đối với là đội nở rộ Na Sinh Cư, tuy Cục Kịch Shinobu có khả năng hồi máu, nhưng mà bởi vì chúng ta build tinh thông nguyên tố nên là cái khả năng hồi máu của Cookie Shinobu cũng bị giảm sút, kết hợp cùng với là việc Cookie Shinobu lúc nào cũng để cái lượng máu của mình xuống thấp đó. Vì vậy cho nên là Giao Giao vào vị trí thứ tư sẽ bổ sung cái khả năng hồi máu này, kết hợp cùng với lại hai thảo thì cũng tăng tinh thông nguyên tố, cũng có gia tăng một ít đối với lại sát thương. Còn đối với lại đội bung tỏa Thoma thì thông thường chúng ta không có nhân vật hồi máu, thì lúc này chúng ta đã có rồi. Đề xuất đội hình thứ tư dành cho Giao Giao đó chính là đội Nilu Shomshe. Khi mà Giao Giao vào trong đội hình này kết hợp cùng với lại Thảo Thần để mà tạo ra cộng hưởng kép, ngoài tăng tinh thông nguyên tố cho cả đội thì Giao Giao sẽ hỗ trợ Kokomi tăng cường cái khả năng hồi máu. Ngoài ra chúng ta còn có thêm những cái cách kết hợp đội hình khác, ví dụ như là Anatham Nở Rộ, Tứ Thần Loli hay là Shomshe Barbara. Tuy cơ chế không thực sự tối ưu nhưng mà hoàn toàn có khả năng sử dụng rất là tốt nếu như mà các anh em tay to, hoàn toàn xứng đáng để mà các anh em thử qua. Tóm lại, Giao Giao với tư cách là nhân vật trị liệu thảo đầu tiên, tương tự giống như là Kugi Shinobu, liệu tin rằng là vai trò của Giao Giao không hề thấp, và trong tương lai Giao Giao còn mở ra cho chúng ta thêm rất nhiều những cái đội hình mới nữa. Còn các anh em người chơi, những cái người đang trực tiếp trải nghiệm Giao Giao, các anh em nghĩ sao? Và các anh em có thêm những cái bổ sung nào? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em. Hẹn gặp lại các anh em trong những nội dung sau.